Alo, chào mọi người. Một thời gian quá dài nghỉ Covid và mình không có tâm trạng để mà quay video. Và hôm nay mình quyết định là bắt đầu sẽ quay lại và quay thường xuyên hơn. Một tuần mình sẽ hứa với các bạn mình sẽ ra từ 4 đến 5 video để cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Thì ngoài cái tiết mục mà review xe thì mình sẽ quay trở lại cái tiết mục chỉ cho các bạn các mẹo vặt để mà làm xe. Thì các bạn hãy nhớ đón xem những cái video sau này kế tiếp nha. Còn bây giờ là sẽ là một review một cái chiếc xe Honda SH 2020. Chiếc xe này có một người chủ xe ở miền Bắc và đã gửi chiếc xe vào trong đây để mình làm. Thì cái yêu cầu của chiếc xe chủ xe đó chính là một chiếc xe đẹp độc và đỉnh. Thì hôm nay là cái ngày mình đã hoàn thiện và ngày mai là mình sẽ bắt đầu mình đóng gói và gửi xe đi ra ngoài miền Bắc để trả lại cho anh chủ xe. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến tới để xem ha. Đây là chiếc SH 2020 đầu tiên mình làm. Với cái chiếc SH 2020 thì mình rất là thích cái dàn đèn led của nó. Full đèn led luôn. Ở đây trên đây có led đèn mi ha, rồi xi nhan led, rồi nguyên chó đèn led ở dưới. Thì mình rất thích là cái kiểu cách của đời mẫu 2020 này, nó rất là đẹp, nhìn nó có vẻ gì đó nó theo kiểu là nó về tương lai á. Tương lai thì những cái kiểu dáng nó sẽ đều là như thế này. Phía này trước cái đầu đèn của nó nhìn cho mình có cảm giác giống như là con Ducati hay là những cái dòng xe mô tô quá lớn. Thì với một cái yêu cầu mà muốn trong cái nhà phục trước thì là chủ dàn thì mình đã quyết định là trang bị một cặp phục Olin. Một cặp Olin của Ducati 1198S đi kèm với nó là hai đĩa Brembo của BMW. Rồi hai heo M50 Brembo chính hãng luôn. Dĩ nhiên là không thể thiếu những cái con ốc titan trang trí cho nó đẹp rồi. Đây là hai cái lồng đĩa CNC mà mình làm. Và cái quan trọng nhất đó chính là cái bộ, cái khó nhất của nó chính là làm cái phần mâm zin mà để đi lên hai đĩa, làm sao cho nó gọn nhẹ hợp lý mà vẫn phải đảm bảo an toàn. Thì đấy, như các bạn thấy thì cái kiểu dáng của hai bên nhìn nó y như là zin. Nhìn qua chúng ta không thể biết đây là một cái mâm đã độ lên hai đĩa. Đấy, rất là ngầu ha. Khi mà lên dàn này thì chủ xe đã quyết định là không thể thiếu một số những cái điểm nhấn như là cái phần về trước carbon, ốp carbon phía trước, ốp đầu carbon. Rồi ngoài ra nó còn có ốp lườn bên trong carbon, nhưng mà có vẻ như vị trí bên đây làm ốp lườn thì nó sẽ hơi bị khó thấy và khó nhận ra. Rồi bây giờ bắt đầu lên trên đây. Thì với cái mẫu SH 2020 này mình đã quyết định là mình sẽ sử dụng cái bình dầu và mình sẽ giấu nó nằm ở vị trí này. Thì cái vị trí này nó rất là hay là có thể nhìn thấy được cái lượng dầu phía bên trong. Phía bên ngoài là cùm reset 14. Đây các bạn có thể thấy bóp không dính dáng gì tới bình dầu cả. Chúng ta có thể sử dụng bình thường, hợp lý. Trên đây dĩ nhiên là một cái bộ kiến CRG mà đã được mod lại cái chân xoay, khiến cho nó bây giờ nó có thể xoay được 360 độ ha. Chẳng hạn như giờ nó xoay trong đây. Rồi, rồi nó muốn xoay tới, xoay lui, xoay ngang, xoay dọc gì đó đều được hết. Cái kiến 360 độ này thì đã từng gắn trên chiếc xe SH 300 y kia rồi, nên không cần phải bàn luận về cái chuyện cái kiến này nó tiện dụng như thế nào. Nó có thể tục lên xây bên trong rồi có thể xây qua đổi chiều lại, lên xuống các thứ. Nó vẫn là một cái sản phẩm hot mà rất là nhiều người vẫn cứ yêu cầu mình làm những cái bộ đó. Thì với cái chi phí khoảng 3,5 triệu cho một bên thì quá tuyệt vời cho một cái kiến có thể xài được cho đủ mọi loại xe luôn. Còn phía bên đây khi mà chúng ta lên cùm RCS rồi thì cái chuyện mà bắt kiếm sẽ rất là khó, tại vì nó dưới cái cùm ga, nên chỉ quyết định là khi mà đã lên cùm cho SH mà dòng SH Việt Nam này thì chỉ có thể lên được một kiếm bên trái thôi. Bên đây thì sẽ là xử lý sử dụng một cái cùm Brembo Vasakota 19. Vì sao sạc 19? Tại vì nó sạc hai heo hai đĩa và heo mà 50 nó quyết định là sạc 19 để lấy cáp lực cho nó đúng như zin. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến tới thêm một số thứ, chẳng hạn như là cái phần khu vực ngay chỗ bệ để chân đây cũng đã được ốp carbon fiber. Rồi phía đây cũng được ốp carbon fiber luôn. Rất là nhiều chi tiết carbon fiber để làm tăng cái thẩm mỹ lên chiếc xe. Rồi bây giờ bắt đầu camera sẽ đứng yên ở đó, bắt đầu mình sẽ quay con xe để nó xoay một vòng để cho mọi người thấy cái phía bên đây của chiếc xe. Ủa, nó hơi nặng. Thôi, giờ mình có bên đây đi. Đây, cái phần nắp hộp gió và phần nắp máy và ốp carbon lên tem và sẽ ốp titan, cặp phục Olin chính hãng, cặp phục mới luôn, đã được lắp ráp vào. Cản sau cũng đã được ốp carbon fiber luôn.
À, qua bên đây phần còn lại của chiếc xe này thì chỉ còn lại cái phần về đĩa sau thôi. Đây, phía đĩa sau thì đã quyết định là sử dụng là lên đĩa lớn luôn. Lên đĩa lớn size 290 của HRC và sử dụng con heo Rumble Billet 2 piston màu Niken để mà gắn vào đĩa sau. Thì đây là một cái gói độ rất là nhẹ nhàng, xinh tươi và không kém phần an toàn nữa. Phục trước mình đã căn chỉnh cho nó nhún rất là mềm mại, hoạt động là như zin. Vậy nên đây sẽ là chiếc xe có thể là sẽ là đỉnh cao của 88 là tỉnh nào ha? 88 là đâu? Vĩnh Phúc. Đây là chiếc SH 2020 của Vĩnh Phúc và có thể là sẽ xuất hiện ở Vĩnh Phúc trong vài ngày tới. Thì hy vọng là các anh em ở Vĩnh Phúc sẽ có thể săn đón để mà chiêm ngưỡng trực tiếp chiếc xe này tại Vĩnh Phúc nhé. Vĩnh Phúc thì mình chưa ra bao giờ, hy vọng là cuối năm nay có dịp mình đi Tây Bắc Hà Nội, mình sẽ có thể ra Vĩnh Phúc để mà gặp gỡ mọi người, gặp gỡ anh em ngoài miền Bắc. Rồi, cảm ơn mọi người đã tin dùng và ủng hộ Kỹ Xe FM. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau. Cảm ơn.